iPhone 11 bất ngờ bán tốt tại Việt Nam. Trong vài ngày qua, giá bán iPhone mới trong nước đang trên đà giảm và đặc biệt là phiên bản iPhone 11 dung lượng 64GB được chào bán ở mức 19,2 đến 19,5 triệu đồng tùy màu sắc. Với mức giá mới, iPhone 11 đang về gần với giá bán ở thị trường Hồng Kông, chênh lệch đã rút ngắn chỉ còn 1 triệu đồng. Một số nhà bán lẻ cho biết, giá bán iPhone 11 năm nay đã về gần với mức bình ổn nhanh hơn các thế hệ năm ngoái. Mức giá mới đang giúp sản phẩm này bán khá tốt. Có lẽ nhiều người dùng chờ đợi trước đó đã quyết định mua trong thời điểm này, ngoài iPhone 11, các mẫu iPhone mới khác cũng đã có mức giảm nhẹ trong vài ngày qua, phiên bản iPhone 11 Pro 64GB cũng có mức giảm và đang chào bán ở mức 28,2 triệu đồng đến 29,2 triệu đồng. Mức giá này cũng đã giảm đi 2 đến 3 triệu đồng so với tuần trước. Tuy nhiên, so với giá iPhone 11 Pro bán ở Hồng Kông, giá bán sách tay ở Việt Nam vẫn còn chênh lệch khoảng 4 triệu đồng. Tương tự Phiên bản iPhone 11 Pro Max sách tay từ Hồng Kông cũng đang chào bán ở mức 32,3 triệu đồng, chênh lệch vào khoảng 4 triệu đồng. Các nhà bán lẻ dự báo mức giá iPhone mới sẽ tiếp tục được giữ giá trong vài tuần tiếp theo trước thời điểm iPhone chính hãng lên kệ. Dự kiến, đầu tháng 11, cả 3 mẫu iPhone mới sẽ được bán ra chính thức tại Việt Nam.